Konnichiwa. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của bài số 1, phần đọc cái. Hai mươi sai mắt giữa atarashi kotoba o chikku shimashou. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau xem qua những cái từ vựng mới trong cái bài đọc hiểu này của mình ha. Kikake, kikake có nghĩa là thông qua, nhờ. Dōbutsu, dōbutsu, động vật. Junni, junni có nghĩa là theo thứ tự các bạn ha. Zaisan, zaisan, tài sản. Tsumari, tsumari, cái này của mình có nghĩa là tóm lại hay là nói cách khác. Deau, deau của mình có nghĩa là tình cờ gặp, cuộc gặp các bạn ha, gặp. Tane akashi, tane akashi của mình có nghĩa là bí mật, bí mật. Jūshin, jūshin, trung tâm, trung tâm. Hitsuji, hitsuji của mình có nghĩa là con cừu. Te banasu của mình có nghĩa là buông tay. Yawaraka, yawaraka của mình có nghĩa là mềm. Và đây của mình là tính từ đuôi, đuôi nàng. Konnan, konnan có nghĩa là khốn khổ các bạn ha, khốn khổ, hoạn nạn. Shizen, shizen, tự nhiên, tự nhiên. Tachiba, tachiba của mình là lập trường. Uma, uma, con ngựa. Naze, naze, cái này của mình có nghĩa là tại sao các bạn ha, là nghi vấn từ, nó bằng với cái nghi vấn từ của họ tại sao là doshite. Soba, soba của mình có nghĩa là bên cạnh. Mamoru, mamoru, bảo vệ. Mukashi banashi, mukashi banashi, cái này cũng là chuyện cổ tích, chuyện ngày xưa các bạn ha. Tamesu, tamesu của mình là thí nghiệm, kiểm tra. Lion, lion của mình là sư tử. Skeru, skeru của mình là đánh các bạn ha. Chẳng hạn như mình nói là đánh, đánh số thứ tự của mình là bango skeru, bango skeru. Hotto, hotto có nghĩa là thở phào nhẹ nhõm. Tappuri, tappuri của mình có nghĩa là đầy ắp, đầy ắp. Kiji, kiji của mình là con gà lôi các bạn ha, gà lôi. Tabisuru, tabisuru có nghĩa là chuyến đi du lịch các bạn ha, chuyến đi du lịch. Kyorokusuru, kyorokusuru, hiệp lực, hiệp lực. Sorezore, sorezore của mình có nghĩa là mỗi, mỗi. Shudan, shudan, cái này của mình là chữ thủ đoạn đúng không? Có nghĩa là phương tiện, phương tiện, cách thức các bạn ha. Junban, junban có nghĩa là số thứ tự. Onitaiji, onitaiji có nghĩa là vùng đất quỷ các bạn ha. Anata, anata, bạn ngôi thứ hai. Ushi, ushi, con bò. Idosuru, idosuru, chuyển động, di động.
Ateru, Ateru có nghĩa là ban tặng, được các bạn hả? Ban cho hay là tặng cho. Zureru, Zureru của mình là dắt hoặc là dẫn các bạn hả? Otomo, Otomo có nghĩa là bạn đồng hành, bạn đồng hành. Sách tệ, sách tệ, thêm vào đó. Shōjō suru, cái này của mình là cái tượng trưng, arawasu, arawasu, có nghĩa là biểu thị, biểu biểu hiện. Jinsei, jinsei có nghĩa là đời người các bạn ha. Jūdai, jūdai trọng đại, trọng đại. Các chị phần từ vựng mới trong bài đọc của mình ha. Đến đây các bạn có thể về học giùm cô các bạn ha. Hai mươi san, arigatou gozaimashita. Minasan, これから第1課の知って楽しむを勉強しましょう. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần知って楽しむ trong bài 1 các bạn nhé. Và chủ đề của mình là おしゃべりのきっかけ. Cái gì các bạn? Cái cơ hội, cái dịp để mà bắt chuyện, để mà nói chuyện các bạn ha. Ra, hay isshoni yomimashou. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc bài đọc này các bạn nhé.初めて会った人と何を話したらいいかわからない時や、中心になって話したいけど日本語だと聞く立場になってしまう時はありませんか？おしゃべりのきっかけが欲しい時、とっても便利で楽しいゲームがあります。今からちょっと試してみませんか？ あなたは長い長い旅に出ることになりました。旅のお供は5種類の動物、羊、馬、猿、ライオン、牛です。その動物たちと協力し合って旅をしていましたが、お金がなくなって1匹ずつ売ってしまわなければならなくなりました。さて、あなたならどの動物から順に手放しますか？一番初めに手放す動物から順に5番まで番号をつけてください。動物にはそれぞれが象徴しているものがあります。羊は恋人、馬は仕事、猿は友達、ライオンは親、牛は財産です。暖かくて柔らかな羊は恋人の象徴です。寒い日はそばにいるだけでほっとします。乗って移動することができる馬はあなたの生活の集団、仕事を表します。猿はいつもそばにいる友達です。ライオンは強くて他の怖い動物、つまりいろいろな困難からあなたを守ってくれるので親を表します。栄養たっぷりな牛乳を与えてくれる牛は財産を表します。手放してもいいと思う動物の順番はそのままあなたが人生で困難に出会った時手放してもいいと思うものの順番になります。相手の人に手放す順番を書いてもらったらどうしてその順番にしたのか、なぜその動物を残したのかなどを話します。最後にそれぞれの動物が何を表しているかを発表します。そうすると自然に自分の考えや相手の考えが分かっておしゃべりが楽しくなります。
Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau xem nghĩa của cái bài đọc hồi nãy của mình các bạn ha. Ở đây của mình sẽ có cho các bạn đã từng có cái những cái lúc mà sao các bạn mình không có biết nói cái gì với cái người lần đầu tiên mà chúng ta gặp mặt, hoặc là chúng ta muốn tham gia vào cái cuộc nói các bạn ha, tức là muốn là một cái người thường chuyên để mà gợi lên câu chuyện thường hay nói chia sẻ nhị năng tệ được các bạn không, trung tâm trở thành trung tâm, nhưng mà lại lỡ trở thành là người nghe các bạn ha. Kiku Tachiba có nghĩa là đứng trên lập trường của cái một cái người nghe, tức là một cái người trở thành nghe tiếng Nhật thôi, đúng không? Thì không biết là các bạn có từng gặp vào những cái tình huống này chưa. Rồi, và khi mà mình muốn, tức là mình muốn tìm một cái dịp đó để mà bắt chuyện, để mà mình cùng nói chuyện đó, thì có một cái game rất là tiện lợi và thú vị. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau thử cái game này nha các bạn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ xem và coi cái nội dung game là cái gì các bạn ha. Rồi, đầu tiên các bạn hãy xem mình anata wa nagai nagai tabi ni deru koto ni narimashita. Tức là bây giờ hiện tại bạn hãy đọc mình đang đi một cái chuyến đi dài, thì là dài các bạn ha. Và những người bạn đồng hành trong chuyến đi của mình đó, thì gồm có 5 con vật, 5 loại động vật, là gồm có con cừu, ngựa, con khỉ, sư tử và con bò. Thì chúng ta sẽ cùng nhau, tức là chúng ta đang đi một chuyến đi dài cùng với 5 loại động vật này, và mọi người đang cùng nhau đi, nhưng mà sao các bạn okane ga nakunatte, thì lại hết tiền các bạn ha. Cho nên là bạn buộc lòng là phải bán từng con một đi để mình có tiền các bạn. Vậy thì bây giờ ha, các bạn hãy cho mọi người biết rằng là cái thứ tự mà các bạn sẽ bán những cái con vật này đi là thế nào các bạn ha. Và nhớ đánh dấu từ 1 đến 5 theo thứ tự ưu tiên các bạn ha, mình sẽ bán con nào đi trước. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ coi tiếp đoạn phía dưới của mình các bạn. Và lúc này ha, những con động vật này của mình á, thì tất cả đều có một cái biểu tượng đặc trưng riêng của nó, được các bạn ha. Và người ta cho mình biết là con cừu á là đại diện cho những bạn người yêu các bạn ha, con ngựa thì đại diện cho công việc, khỉ á thì đại diện cho bạn bè, và sư tử thì đại diện cho người thân, con bò thì sẽ đại diện cho cái gì các bạn, cho cái tài sản của mình. Và đây tại sao người ta lại có những cái biểu tượng tượng trưng đó các bạn ha, mình sẽ xem thử đằng sau nè. Vì là như vậy, con dê á, con cừu á thì sao đây, ấm áp đúng không, và có cái bộ lông nè, nó mềm mại ấm áp đúng không, cho nên là nó giống như là biểu tượng của một người yêu của mình vậy. Vào những cái ngày mà đông lạnh đúng không các bạn ha, thì chỉ cần có cái con cừu cái bên như vậy thôi á, thì sau đây là mình cũng cảm thấy yên tâm ấm áp các bạn ha. Và con ngựa là như các bạn, là cái loài động vật mà mình có thể sao các bạn cưỡi và giúp cho mình di chuyển được các bạn ha. Thì nó sẽ biểu thị cho cái việc là công việc, hoặc là đó là một cái phương tiện, một cái cách thức trong cuộc sống của mình. Con khỉ thì lúc nào cũng ở bên cạnh mình ha, giống như là một người bạn, được các bạn. Và còn con sư tử thì nó mạnh mẽ đúng không, và nó sẽ bảo vệ mình khỏi những cái con động vật đáng sợ khác. Và tóm lại thì nó như là đại diện cho người thân ba mẹ của mình ha, vì là lúc nào ba mẹ cũng sẽ là cái người mà bảo vệ cho mình khỏi những cái khó khăn. Và cái con bò thì sẽ cung cấp cho chúng ta cái nguồn dinh dưỡng đầy tràn đầy ha, từ cái sữa bò, được các bạn ha, nghiêu niu. Và đây của mình có lên các bạn. Và tiếp theo của mình thì mình nói là những cái thứ tự mà những con vật mà mình sẽ từ bỏ đi thì cũng sẽ giống như là những cái
thứ tự mà bạn có thể bỏ đi khi mà bạn gặp khó khăn trong cuộc sống của mình. Thì bây giờ trò chơi của chúng ta là gì các bạn? Chúng ta sẽ ghi, đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhau ghi cái những cái thứ tự mà những con vật mà bạn của mình, đối phương của mình từ bỏ các bạn ha. Sau đó sẽ hỏi bạn mình là tại sao lại bỏ những con đó, tại sao lại trừ lại những cái con đó, đúng không? Thế mình sẽ bắt chuyện bằng cách này. Rồi sau đó thì mình lại cho bạn mình biết được rằng là à, từng được những con động vật đó nó biểu thị cho những cái biểu tượng gì. Thì tiếp theo đó ha, nếu mà bạn làm như vậy thì lúc này thì bạn cũng sẽ có một cái cuộc trò chuyện sao các bạn khá là vui vẻ, đúng không? Có một cái câu đố vậy, có một cái chủ đề mình đưa ra, và cũng từ đó thì bạn cũng sẽ dễ dàng biết được cái suy nghĩ của đối phương, tức là suy nghĩ của bạn, cái người mà mình đang nói chuyện các bạn ha. Jamina-san, mô hitotsu yomimashou, chúng ta đọc thêm một bài nữa các bạn ha. ではもう一つご紹介します。日本の昔話桃太郎を知っていますか？あなたは桃太郎です。犬、猿、キジの他にも一匹好きなものを連れて鬼大臣に出かけます。1. 何を連れて行きますか？ 2.それはなぜですか？ 3. 連れて行った動物に重大な欠点がありました。それは何ですか？周りにいる人と話してみてください。種明かしは278ページにあります。はい、bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái nghĩa của cái đoạn này các bạn ha.Thì tiếp theo đây của mình cũng sẽ làm một cái trò chơi khác các bạn học, mình dùng để bắt chuyện, một cái trò chơi về hỏi về tính cách này nọ các bạn. Chúng ta cùng xem các bạn ha. Vậy thì bây giờ chúng ta lại tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một cái trò chơi khác. Mọi người có biết cái câu chuyện Momotaro trong cái chuyện cổ tích của Nhật hay không? Và lúc này bạn sẽ đóng vai là Momotaro, và đi cùng với bạn thì sẽ gồm có một con chó, con khỉ, một con chim trĩ các bạn ha, và ngoài ra còn có một con vật khác nữa. Và chúng ta sẽ dắt theo những con vật mà bạn thích để mà cùng nhau đi đuổi quỷ các bạn ha. Oni Taiji ni dekakemasu. Rồi thì đầu tiên, câu hỏi đầu tiên ha, thì bạn sẽ dẫn theo con gì? Và câu hỏi thứ hai là tại sao bạn lại dẫn theo cái con vật đó? Và câu hỏi thứ ba là cái con vật mà bạn dắt theo thì nó có cái khuyết điểm lớn gì, đúng không? Và mình hãy thử, các bạn hãy thử hỏi những cái người xung quanh của mình các bạn ha. Và cái đáp án của mình thì nó sẽ nằm ở trang 278. À, vậy thì các bạn về nhớ trả lời giùm cô câu 1, câu hỏi 1 và câu hỏi 2 của mình nhé. À, vậy thì bây giờ các bạn ha, bài học của mình hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn về nhớ coi lại giùm cô toàn bộ ngữ pháp của bài đầu tiên của mình các bạn ha, bài 1. Hai minasan. ありがとうございました。